Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì em Long xin chia sẻ cho các bác các dòng TV của Samsung mới xuống giá trong cái đợt này. Thì như em có nói thì trong cái phân khúc mà TV Samsung 2023 ra mắt thì sẽ có một vài những dòng TV sẽ xuống giá. Thì đợt này sẽ xuống cho các bác một vài con thôi. Đấy. Nó sẽ xuống dần nhé, chứ không phải là xuống một loạt, nó sẽ xuống từng cái phân khúc một. Vâng, các bác nào mà muốn mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với em để số điện thoại ở phần mô tả để các bác liên hệ trực tiếp tư vấn cho mọi người các bác nhé. Hôm nay thì ở đây thì em đang có hai con, một con là 65Q70C và một con là 65Q70B. Thì C sẽ là đầu của 2023, còn B sẽ là đầu của 2022. Thì sẽ xuống giá cho thêm cho các bác con Q70B này. Với 65Q70B thì các bác nào mà hay xem thì cũng sẽ giá nó sẽ lúc nào cũng sẽ trên 18. Trên 18. Tuy nhiên thì đợt này sẽ xuống cho mọi người xuống còn 17.890.000, cho là 17.9 đi. 17.9 thì nó rẻ sơn khoảng độ tầm 500-600.000 so với đợt trước. Tuy là không giảm quá sâu nhưng mà cũng sẽ giảm thêm cho các bác được thêm vài trăm nghìn nữa cho con 65Q70B. Còn Q70C thì là model mới ra thì đợt này chắc chắn là chưa giảm rồi. Thì các bác mà muốn mua Q70C thì cho đợi trong vài hôm nữa nhé. Chắc là đợi trong một vài tháng nữa thôi. Ở phía khi mà nào hết các dòng của 2022 này thì khi đó thì nó sẽ giảm thêm cho người những model của 2023. Thì đây là con Q70B này. Cái con này thì thiết kế cũng rất đẹp, với i slim siêu mỏng nha. Cái chân của nó cũng sẽ là chân kim loại ở chính diện. Đấy, các bác có thể là kê trong khu vực phòng khách, chân ở như thế này nó sẽ hợp lý hơn, mà nó đẹp hơn và sang hơn so với những dòng chân hai bên. Đấy, thiết kế của chúng ta được thiết kế tràn 3 viền, tần số quét là 120. Đấy, chạy là chạy nét viền mọi nhá, cho 65Q70B. Có điều khiển giọng nói, điều khiển chúng ta có điều khiển sạc năng lượng mặt trời nữa. Chip là chip 4K trên con màn hình TV chấm lượng tử QLED TV. 65Q70B 17.890 có nhá, 17.890 cho 17.900.000. Ở phía bên này thì giảm thêm cho các bác thêm là 4 con TV nữa nhá. Ở góc bên này sẽ có 4 con nữa. Samsung ạ, vâng. Samsung đợt này sẽ giảm thêm cho các bác là 2 con 65 inch ở phía trên và phía dưới là 2 con 55 inch, cùng phân khúc TV là BU8000 và Q60B. Đấy, Q60B và BU8000. Còn đối với Q80B thì đợt này chưa thấy giảm. Nếu các bác nào mà đang hỏi mua Q80B thì đợi trong vài hôm nữa Q80B nó sẽ giảm. Thì đợt này sẽ giảm thêm cho 65BU8000 và 65Q60B. Hai con ở trên thì cũng thuộc cái phân khúc mà dưới của con Q70B, là cái con đầu tiên em giới thiệu. Thì con Q60B thì nó không khác gì Q70 cả. Nó chỉ khác của chúng ta đó là tần số quét là 60 thôi. Còn thiết kế về phần mặt, nếu mà các bác treo tường lên thì Q60 và Q70 là giống hệt nhau. Chúng ta không thể nào phân biệt được là con 60 hay con 70. Nếu các bác để chân mọi nhá. Nếu các bác để chân thì các bác còn phân biệt được là Q60 và Q70. Bởi vì Q60 nó có cái nắp đậy như này. Và Q70 thì là chân kim loại một mảnh mọi nhá, một bản. Đây là Q60 nó sẽ nắp đậy, khi mà đậy như thế này thì các bác nếu mà xem qua video hay là hình ảnh thì chúng ta tưởng nó là một khối kim loại hay là gì đó, nhưng nó là nhựa thôi. Nó là nhựa thôi. Tần số quét là 60. Đấy, điều khiển của nó vẫn là điều khiển sạc và màn hình của chúng ta là màn hình 4K chấm lượng tử QLED TV, điều khiển giọng nói. Tất nhiên rồi thì màn hình QLED thì nó sẽ nét hơn những dòng TV ở phía bên BU8000, là những dòng là LED 4K thường. Cả hai con đều chạy nét viền, tất cả các dòng Q60, Q70 hay là BU8000 thì đều chạy nét viền hết rồi nhá. Tất nhiên là chúng ta các bác nào mua đợt này thì giá cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như là 65Q60B. 65Q70B thì giá lúc nào nó cũng sẽ dao động cho các bác, nó rơi vào từ hơn 15 triệu. Tầm độ 15 triệu 8, 15 triệu 9. Tuy nhiên thì hôm nay xuống còn 14.820.000 mọi nhá. 14.820 thì nó sẽ cũng sẽ rẻ hơn cho các bác tầm độ gần 1 triệu đồng cho với con 65Q70B này. Đấy, 65Q70B. Còn đối với con BU8000. Thì con BU8000 này thì màn hình của nó chỉ là màn hình 4K thôi, chứ không phải màn hình chấm lượng tử. Đấy nhá. Màn hình 4K thôi, không phải chấm lượng tử. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có những cái khu vực giải trí như là xem phim, YouTube, nghe nhạc đầy đủ trên con TV này.
Tính năng thì các dòng Samsung thì nó cũng không hơn nhau quá nhiều. Chúng ta chỉ hơn nhau về phần thứ nhất là thiết kế và những phần độ sắc nét về màu sắc trên các con cao cấp. Đấy, con cao cấp rồi nhá. Chân của con này thì nó sẽ là chân hai bên. Đấy, BU8000 là chân hai bên chứ không phải chân ở chính diện. Nếu chân chính diện thì nhiều bác thích chân chính diện hơn. Chân này thì nó chân hai bên, nhiều khi là kệ chúng ta không vừa, không để được cái chân này. Đấy, phải để chân ở chính diện. Đấy. Vâng. Đấy thì cái con TV này thì các bác nào mua cũng biết là con 565BU8000 thì lúc nào cũng giá trên 15 rồi nhá, trên 15. Bây giờ thì các bác nhìn thấy 65BU8000 thì xuống còn sát giá 14 thôi. Là 14.160. Ngoài nhá. 14.160. Thì trong cái tầm này mà 14.160 mà các bác mua con bên này là 14.620 thì nó đang chênh nhau có khoảng độ 700.000. Nếu mà chênh nhau 700.000 như thế này thì các bác sẽ mua Q60 là hơn. Đấy. Vậy nó được hơn cái màn hình chấm lượng tử, xem nó nét hơn nhiều. Mà chênh nhau có 6 đến 700 thôi. Thường thường ra những cái mẫu TV này nó phải chênh khoảng độ đôi triệu với từng một phân khúc khác nhau. 55 và 65. À xin mời 65. À, các dòng BU8000 lên đến Q. Đấy, bởi vì BU8000 thì nó còn phải lên đến BU8005 nữa xong mới đến Q60. Mà hai con này chênh nhau ít quá thì mọi người lên mua Q60 là ok hơn. Ở phân khúc dưới thì cũng tương tự như vậy, sẽ là phân khúc nhỏ hơn là 55 inch. 55 inch anh nhá. 55 inch thì cũng có hai model, đó là 55BU8000 và 55Q60B, cũng không khác gì cả. Chúng ta chỉ khác nhau về phần kích thước thôi. Kích thước không. Còn 55 inch thì chiều ngang của nó chỉ rơi vào 1m23 thôi. Còn 65 inch ở trên thì ngang là 1m46. Đấy, nó cao hơn khoảng độ 20 phân. Dài hơn 20 phân rồi nhá. 20 phân. Thì đối với 55 inch thì các bác phù hợp với các khu vực phòng khách có không gian thiết kế vừa và nhỏ bây giờ. Bởi vì bây giờ thì các bác mua thường thường thì đa số chọn là 65 inch là nhiều. Thì 55 inch thì cũng rất nhiều các bác chọn. Tuy nhiên thì nhiều các bác bảo là mua bây giờ thì mua hẳn nên 65 cho nó to. Nếu mà chúng ta đứng nhìn, ví dụ như đây em đang đứng nhìn ở đây, với khoảng cách ở đây thì các bác nhìn thấy này, với một cái viên gạch như thế này là 60 phân, chúng ta có 1, 2, 3, 4 viên. 4 viên, 46 là 2m4 nhá. Tức là em đứng ở cái khoảng cách của nó cho 2m5 đi. 2m5 thì đối với không gian bây giờ nhìn thì là con 65 inch là ok. Đấy, nhìn 65 inch là ok. Với 2m5, tầm 2m5 đến 3m thì các bác nhìn 65 inch là thoải mái. Còn gần hơn tầm độ 2m thôi thì các bác mình mua 55 inch thôi. Chứ đừng mua to quá. Mua to quá thì nó sẽ, đây em sẽ zoom gần lên cho các bác xem này. Đấy, 65 inch này. Đấy, khi mà chúng ta xem thì các bác mua to quá thì cái lượng, cái mắt chúng nhìn chúng ta nó phân giải. Có độ phân giải nó áp sát vào thì căng mắt ra, các bác xem vừa mỏi mắt và không xem được hình hết. Và chúng ta xem phải vừa mắt rồi nhá. Thì ở đây thì nếu mà các bác mua 55 inch, 55BU8000 thì bây giờ còn giá chắc còn hơn 11 thôi. Hơn 11 thôi. Đem ra giá chính xác cho các bác. 11.280 các bác nhá. 11.280 cho 55BU8000. Và phía bên này 55Q60B 13.080. 13.080 mà con này là 11.280. Đang chênh nhau là lên 12 280 lên 3. Cái chênh nhau khá nhiều đấy các bạn. Chênh nhau khá nhiều đấy. Hơn 1 triệu cơ. Chênh nhau hơn 1 triệu, các bạn nhìn thấy nhá, 55 inch mà đang chênh nhau là tận 1.7.000. Triệu 7. Các bạn để ý thấy là chênh nhau tận 1.7.000. 11.2 mà lên đến 13 triệu, chênh nhau 1.7.000 thôi nhá. Chênh nhau 1.7.000 thì thế thì em mới bảo các bác là nếu mà trong 55 inch đang chênh nhau nhiều như vậy mà 65 inch đang chênh nhau có ít. 65 inch BU8000 đang có 14.120. Còn bên này là 14.820 thì tầm độ hơn có mấy trăm nghìn thôi. 600-700 nghìn thôi. Thì các bác hoàn toàn mua 65Q60B là ok, là rất chìa tuyệt vời. Ok, các bác nào mà quan tâm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị BM tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Các dòng này thì BM bảo hành điện tử 2 năm, đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, và giao hàng vận chuyển lắp đặt miễn phí 20 cây mọi nhá. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.